Gia Ưng và Hoài Sa xin thân ái kính chào quý vị khán giả của Đài Truyền hình Việt TV và Radio. Quý vị đang đến với phần tin buổi tối cho ngày thứ Bảy ngày 9 tháng 3 năm 2019 và mở đầu sẽ là những bản tin nổi bật trong ngày. Biểu tình kêu gọi phóng thích các tù nhân chính trị tại Syria. Venezuela đóng cửa các trường học và cắt ngắn giờ làm việc về tình trạng cúp điện kéo dài. Cặp song sinh được phẫu thuật tách rời, người Bhutan đã được xuất viện về nhà. Bắt đầu vào năm 2021, các công dân Hoa Kỳ muốn đến Âu Châu phải xin visa. Đặc phái viên Hoa Kỳ lên án Trung Cộng nhân chuyến viếng thăm Hồng Kông. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây kính mời quý vị đến với bản tin chi tiết đầu tiên cùng với Gia Ân. Kính thưa quý vị, để mở đầu cho phần tin ngày hôm nay là một bản tin về thế giới cho hay biểu tình kêu gọi phóng thích các tù nhân chính trị tại Syria. Hơn 1.000 nhà đấu tranh bảo vệ nhân quyền đã cùng nhau quy tụ trên khắp các ngã đường ra vào thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Sáu ngày 8 tháng 3 vừa qua để kêu gọi giới chức trách ở Syria mau sớm trả tự do cho các nữ tù nhân chính trị. Cuộc biểu tình diễn ra trên khuôn viên của thị tứ Sầm Uất Sanaa Hamad, với những người tham dự tuần hành dùng dây để trói chặt tay của mình. Đây là một phần của phong trào xuống đường kêu gọi tự do cho nữ giới do quỹ từ thiện Human Relief Foundation, viết tắt là IHS, khởi xướng nhân ngày quốc tế phụ nữ. Theo ước tính của ban tổ chức, có hơn 13.500 phụ nữ đã bị tống giam tại Syria kể từ khi nội chiến chính thức nổ ra cách đây gần 8 năm trước. Khoảng 7.000 người trong số này đang bị tra tấn, cưỡng hiếp và hành hạ mỗi ngày. Thưa quý vị, Venezuela đóng cửa các trường học và cắt ngắn giờ làm việc về tình trạng cúp điện kéo dài. Giới lãnh đạo của Venezuela vào ngày thứ Sáu ngày 8 tháng 3 đã ra lệnh đóng cửa hầu hết các trường học trên toàn quốc, cũng như là cắt ngắn ngày làm việc của nhân viên trong vùng do thủ đô Caracas cùng với nhiều thành phố lớn khác đang phải đối mặt với tình trạng cúp điện. Mọi việc được cho là bắt nguồn từ một vấn đề xảy ra bên trong nhà máy thủy điện chính của Venezuela. Trong một phát biểu đăng trên mạng xã hội Twitter, Phó Tổng thống Delcy Rodriguez nói rằng chính phủ của ông Nicolas Maduro đang nỗ lực giải quyết các vấn đề gây tranh cãi, cũng như sớm đưa người dân ra khỏi cuộc sống tối tăm. Tổng thống Maduro cũng đã cáo buộc phe đối lập và Hoa Kỳ là kẻ phá hoại khiến cho nhà máy thủy điện không thể hoạt động như thường lệ. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên tình trạng cúp điện xảy ra ở Venezuela. Kính thưa quý vị, trong khi đó thì một người Đức bị tuyên án tù chung thân vì tội danh hạ độc đồng nghiệp. Một người đàn ông bản xứ đã bị tòa án Đức Quốc tuyên án tù chung thân vào thứ Sáu ngày 8 tháng 3 vừa qua sau khi bị bắt quả tang hạ độc vào thức ăn của người đồng nghiệp. Toàn bộ diễn biến của vụ việc đã được hệ thống camera an ninh thu hình quay lại hồi tháng 6 năm ngoái bên trong một công ty ở thị trấn Scott Hall, Scotland. Tính đến nay, vẫn chưa ai biết được động cơ của âm mưu sát nhân bắt nguồn từ đâu. Nhìn vào đoạn video địa trình trước tòa, đương sự đã được nhìn thấy trát thuốc độc lên bánh mì của bạn đồng nghiệp. Kết quả kiểm tra cho thấy đây là loại độc dược có khả năng làm suy yếu nội tạng nếu như ăn vào. Nạn nhân của vụ việc này hiện vẫn chưa thể tỉnh lại và có nguy cơ phải sống trong tình trạng thực vật suốt đời. Luật sư đại diện cho bên nguyên đơn nói rằng án tù chung thân vẫn còn quá ít đối với phạm nhân. Đánh bom nhắm mục tiêu vào đường ống dẫn dầu Transandino của Colombia. Thưa quý vị, một quả bom đã bất ngờ phát nổ gây nên hỏa hoạn lớn trên một đoạn của đường ống dẫn dầu Transandino do công ty dầu hỏa quốc doanh là Ecopetrol điều hành tại Colombia. Đây là vụ tấn công thứ tư được ghi nhận xảy ra tại quốc gia Nam Mỹ này kể từ đầu năm cho đến nay. Dựa vào thông tin điều tra sơ khởi, vụ nổ đã xảy ra tại tỉnh Nariño gần đường biên giới giáp ranh với Ecuador. Phải mất nhiều tiếng đồng hồ giới chức trách mới có thể kiểm soát được đám cháy. Do thường xuyên trở thành mục tiêu của các vụ đánh bom, nên đường gốc này dường như đã ngừng hoạt động từ hồi cuối năm ngoái. Mặc dù không có ai lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công, nhưng ban giám đốc điều hành của công ty Ecopetrol nghi ngờ thủ phạm có thể là lực lượng vũ trang cánh tả ELN. Nhóm này từ lâu đã bị Hoa Kỳ và Liên minh Âu Châu liệt vào danh sách khủng bố. Kính thưa quý vị, trong khi đó thì cặp song sinh được phẫu thuật tách rời người Bhutan đã xuất viện về nhà. Cặp chị em gái sinh đôi có tên là Jawa và Nima đến từ Bhutan vừa mới bước qua một cột mốc quan trọng nhất
trong cuộc đời của mình sau khi được các chuyên gia y tế phẫu thuật tách rời tại Australia. Sau vài tháng tĩnh dưỡng, các em đã được xuất viện về nhà vào ngày thứ Năm 7 tháng 3 vừa qua. Cùng thắt tùng các em trong chuyến đi là người mẹ trẻ tuổi Bochamu Zamo. Ca phẫu thuật đã diễn ra tại Bệnh viện Nhi khoa Royal Children's tại thành phố Melbourne, đồng thời kéo dài hơn 6 tiếng đồng hồ với sự hợp tác của 25 vị bác sĩ tài giỏi. Các chuyên gia cho biết đây là một ca mổ phức tạp vì hai đứa trẻ là bị dính liền ở phần bao tử và gan. Hầu hết các cặp song sinh dính liền nhau đều qua đời trong bụng mẹ. Hơn một nửa trường hợp sống sót thường không qua khỏi chỉ sau một ngày chào đời. Thưa quý vị, Nam Hàn ký kết vào thỏa thuận chia sẻ ngân sách quốc phòng với Hoa Kỳ. Những lãnh đạo của Nam Hàn và Hoa Kỳ đã vừa chính thức ký tên vào thỏa thuận chia sẻ ngân sách quốc phòng tại thủ đô Hán Thành vào ngày thứ Sáu ngày 8 tháng 3. Điều này sẽ giúp giảm bớt áp lực tài chính trên vai mà Hoa Kỳ đang phải gánh chịu, vì Nam Hàn sẽ giúp chi trả một phần của nguồn kinh phí dùng để giữ chân các binh sĩ Washington đang đóng quân trên bán đảo Triều Tiên. Trong suốt 10 vòng đàm phán bế tắc vừa qua, cuối cùng Hoa Kỳ và Nam Hàn cũng đã đạt được tiếng nói chung trong việc cùng nhau chi trả các khoản chi phí quân sự. Tuy nhiên, trước khi chính thức áp dụng chính sách này, phải được Quốc hội Hán Thành thông qua. Nếu như mọi việc diễn ra theo đúng dự tính, thì nguồn ngân sách quốc phòng mà Nam Hàn được yêu cầu đóng góp cho Hoa Kỳ sẽ lên đến là 1.000 tỷ won, cao hơn mức là 960 tỷ won vào hồi năm 2018. Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin buổi tối cùng với Gia Ân và Hoài Sa. Sau một vài phần tin thương mại sẽ là những bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ và đời sống.